Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Điểm tin trong nước ngày 15 tháng 7 của chúng tôi. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hiện tượng khí ga từ giếng khoan được phát hiện tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, xảy ra ngày 10 tháng 5 năm 2024 đã tìm ra nguyên nhân. Theo đó, hiện tượng khí ga từ giếng khoan tự bốc cháy được phát hiện tại xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 10 tháng 5 đã dẫn đến nhiều tin đồn không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đến khảo sát trực tiếp, đồng thời mời các chuyên gia nghiên cứu nhằm giải thích hiện tượng và định hướng nghiên cứu thăm dò, khai thác khí nông tại tỉnh Sóc Trăng. Tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Xuân, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu khí từ giếng khoan nước sinh hoạt tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng để xét nghiệm và nghiên cứu. Kết quả cho thấy, khí này có nguồn gốc phân hủy từ vật liệu hữu cơ, hàm lượng CH4 cao, có thể là khí biogas hoặc khí dầu khí, có tiềm năng khai thác sử dụng làm nhiên liệu. Ngoài ra, khí bốc lên có hàm lượng CO2 và H2S thấp, cách xa khu dân cư, mức tác động thấp đến sinh hoạt của cư dân, môi trường sinh thái. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Xuân, việc nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc, phạm vi phân bố của nguồn tài nguyên khí này đem lại nhiều lợi ích cho địa phương về kinh tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen ngợi điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, người cấp cứu cho bé bị sặc sữa ở thành phố Hải Phòng. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, bằng phản xạ nghề nghiệp nhanh nhẹn và kỹ năng cấp cứu thành thạo, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1990, công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, đã thực hiện các biện pháp cấp cứu cho cháu bé bị sặc sữa, ngừng thở trên xe taxi và tiếp tục hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện. Việc làm của chị Thảo đã cứu sống tính mạng cháu bé, đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình. Bộ trưởng khen ngợi và biểu dương sự chuyên nghiệp, tính nhân văn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Người đứng đầu ngành y tế cho rằng, hành động của chị Thảo lan tỏa tấm gương sáng về y đức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ ngành y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã trao bằng khen và 10 triệu đồng cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ngoài ra, chị còn được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Kiến An. Được biết, vào tối 4 tháng 7, khi đang đi trên đường cùng người thân, chị Thảo tình cờ gặp một cháu bé sơ sinh bị sặc sữa, đã ngừng thở, ngừng tim. Nữ điều dưỡng đã cùng đi taxi với người thân của cháu bé để nỗ lực ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt và cấp cứu trong suốt quãng đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Khi đến bệnh viện, chị Thảo đã bế cháu bé chạy thẳng vào khoa hồi sức, sau đó cùng hỗ trợ với ekip trực để cấp cứu cháu bé. Như vậy, bé sơ sinh đã được cứu sống thần kỳ. Thưa quý vị, mới đây, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã kiểm tra một cơ sở bán hàng qua Facebook và phát hiện tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại có dấu hiệu nhập lậu trị giá gần 400 triệu đồng. Theo thông tin xác nhận từ Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng, đơn vị này vừa phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Hải An kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Hồng Anh, đường Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Lê Thị Thu Hồng có trưng bày giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm tại trang mạng Facebook do mình sở hữu có tên Hồng Anh chuyên đồ hiệu. Kiểm tra thực tế tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 2.121 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm son, kem dưỡng, serum có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng giá trị là 364.857.000 đồng, giá tính theo giá niêm yết trực tiếp trên sản phẩm. Hàng hóa tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa là mỹ phẩm nêu trên đang được Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hải Phòng tạm giữ để xác minh, xử lý vụ việc. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Vinh, Nghệ An đã vào cuộc xác minh để làm rõ nghi vấn một trưởng khoa được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư khi chưa đủ điều kiện. Liên quan đến nghi vấn Trường Đại học Vinh bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với ông Nguyễn Như A, trưởng khoa tâm lý giáo dục khi chưa đủ điều kiện, lãnh đạo nhà trường cho biết, nhà trường đã xác minh và có kết luận về việc này. Tuy nhiên, vì lý do thầy hiệu trưởng đang đi công tác nên dự kiến sẽ trả lời dư luận vào tuần này khi thầy trở về. Trước đó, dư luận ở Nghệ An đang xôn xao thông tin nghi vấn ông Nguyễn Như A được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Ông Nguyễn Như A, giảng viên cao cấp, trưởng khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Vinh, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017 và được Trường Đại học Vinh bổ nhiệm chức danh phó giáo sư vào ngày 1 tháng 10 năm 2018 với giáo trình đại cương quản lý giáo dục do ông A đăng ký. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu,
hiện là hiệu trưởng trường Đại học Vinh ghi rõ, giáo trình đủ điều kiện xuất bản, thời gian xuất bản năm 2019. Tuy nhiên, đến nay đã gần 6 năm, giáo trình Đại cương quản lý giáo dục do ông Nguyễn Như A biên soạn vẫn chưa được xuất bản và đưa vào giảng dạy tại trường. Như vậy, với điều kiện bắt buộc mà trường Đại học Vinh quy định để bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, phải chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 2 giáo trình đúng chuyên ngành đã được nghiệm thu và phê duyệt đưa vào sử dụng để trực tiếp phục vụ đào tạo đại học hoặc sau đại học của trường, thì ông Nguyễn Như A vẫn chưa đáp ứng đủ. Thưa quý vị, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công để hoàn thành toàn bộ 9 cầu bộ hành kết nối nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên vào tháng 9 tới. Cầu bộ hành có 2 đầu kết nối hai bên đường của xa lộ Hà Nội, nay một phần là đường Võ Nguyên Giáp và hai đường song hành xa lộ Hà Nội với nhà ga. Đây là một trong những hạng mục thi công cuối cùng để đảm bảo việc kết nối hành khách an toàn và thuận tiện của dự án Metro số 1. Mỗi cầu bộ hành có tổng chiều dài khoảng 78m tùy vị trí, rộng 3,5m có mái che. Toàn bộ tuyến Metro 1 có 9 cầu vượt bộ hành kết nối với 9 nhà ga trên cao thuộc tuyến Metro 1, gồm Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ Cao, Đại học Quốc gia. Khi hoàn thành, các cầu bộ hành ngoài việc đảm bảo kết nối, khả năng tiếp cận cho hành khách, còn là hướng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Theo chủ đầu tư, do giai đoạn thiết kế cơ sở ban đầu, vị trí thang và nhánh cầu kết nối chỉ mang tính ý tưởng, chưa xác định chi tiết, nên quá trình thi công thực tế tốn nhiều thời gian thực hiện. Đến nay, cơ bản tất cả các vị trí hạ tầng chồng lấn kết cấu cầu bộ hành đã được di rời và bàn giao phục vụ việc thi công khoan cọc nhồi, bệ cọc, trụ xà, mũ trụ cầu. Thưa quý vị, do ảnh hưởng xấu của thời tiết khiến tàu phà cao tốc Rạch Giá - Đảo Nam Du phải dừng hoạt động từ ngày 13 tháng 7. Các tuyến tàu phà cao tốc Rạch Giá đi đảo Nam Du, huyện Kiên Hải được Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho dừng hoạt động từ ngày 13 tháng 7. Đến sáng nay, chính quyền địa phương thống kê khoảng 700 du khách đang kẹt lại đảo. Đảo Nam Du cách đảo Phú Quốc khoảng 75 km và cách thành phố Rạch Giá, thủ phủ của tỉnh Kiên Giang khoảng 110 km. Mỗi ngày có từ 1 đến 4 chuyến tàu cao tốc từ Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên ra đảo, thời gian di chuyển từ 2 đến 5 tiếng tùy điểm xuất phát. Thông thường mỗi ngày có hơn 30 chuyến tàu cao tốc từ đất liền ra Phú Quốc. Ông Huỳnh Thanh Trông, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Phú Quốc cho biết. Đến chiều qua, tàu phà cao tốc tuyến Phú Quốc - Hà Tiên đã hoạt động trở lại. Hiện Phú Quốc quang đãng, không mưa, du khách có thể tham quan bình thường. Phòng cũng đề nghị các cơ sở lưu trú, dịch vụ có phương án đảm bảo an toàn, giảm giá và hỗ trợ du khách tùy theo tình hình thực tế. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời, báo về ngành chức năng để có phương án xử lý. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Bình Định - Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.